Cảm ơn quý vị đã chọn kênh truyền hình VRT để cập nhật thông tin thời sự nổi bật. Trong chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin, sự kiện vừa diễn ra tại các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. Tâm điểm của chương trình hôm nay là Bí thư Thành ủy Bà Rịa thăm và làm việc với xã Tân Hưng. Trường tiểu học Sông Cử thành phố Vũng Tàu 20 năm phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Huyện Châu Đức phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Phần thông tin địa phương sẽ mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Đầu tiên là ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa vừa đến thăm và làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy đã tìm hiểu về vấn đề tổ chức nhân sự của xã, nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới của địa phương. Khó khăn lớn nhất của xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa hiện nay là vấn đề thiếu hụt nhân sự. Hiện tại, Ban chấp hành Đảng bộ xã chỉ còn 7 ủy viên, giảm gần một nửa so với đầu nhiệm kỳ. Hội đồng nhân dân xã giảm 4 đại biểu, Ủy ban nhân dân xã quyết chức danh chủ tịch và chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự. Đảng ủy xã quyết chức danh phó bí thư thường trực. Nguyên nhân là do nhiều cán bộ nghỉ việc và điều chuyển công tác. Là xã nông nghiệp nhưng tiềm năng, tiềm lực sản xuất nông nghiệp của xã đều thiếu và yếu. Hoạt động dịch vụ thương mại, sản xuất tiểu thủ công nghiệp kém phát triển. Hiện nay xã còn 70 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều. Kết luận buổi làm việc với xã Tân Hưng, ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa, yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã nhanh chóng tham mưu đề xuất bổ sung nhân sự của xã, tập trung xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, tiếp tục nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới, quan tâm công tác giảm nghèo và tăng cường phối hợp với các địa bàn giáp ranh để đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với 10 xã phường khác thuộc thành phố Bà Rịa, phường Phước Nguyên đã tổ chức ra quân chiến dịch diệt lăng quăng dựa vào cộng đồng phòng chống bệnh sốt xuất huyết đợt 2 năm 2018. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã phát động đến toàn thể cán bộ nhân dân tích cực hưởng ứng chiến dịch diệt lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Từ đầu năm 2018 đến nay, công tác phòng bệnh sốt xuất huyết tại phường Phước Nguyên được các khu phố tổ dân cư chủ động triển khai đến người dân. Nhờ đó, ý thức tự diệt lăng quăng, phòng bệnh sốt xuất huyết của người dân ngày càng nâng cao. Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn phường Phước Nguyên chỉ xảy ra 3 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 11 ca so với cùng kỳ. Sau lễ phát động chiến dịch diệt lăng quăng, phường Phước Nguyên tổ chức xe phát thanh lưu động, vận động người dân diệt lăng quăng, phòng bệnh sốt xuất huyết. Các công tác viên y tế đến từng hộ gia đình phát tờ rơi, hướng dẫn người dân các biện pháp diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường xung quanh nhà. Để nâng tầm thành phố đô thị loại 1, thành phố Bà Rịa đã và đang triển khai hàng loạt nhiệm vụ, trong đó thành phố tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị. Điều dễ nhận thấy nhất ở Bà Rịa về nâng tầm diện mạo đô thị là địa phương không cần đầu tư nâng cấp, cải tạo toàn diện các hoa viên, công viên, tạo dựng cảnh quan, môi trường theo hướng xanh, sạch, đẹp. Những năm gần đây, thành phố Bà Rịa ngày càng xanh hơn, đẹp hơn và cũng sạch hơn. Thành quả này có được trước hết nhờ vào chính quyền địa phương kiên trì vận động người dân thực hiện việc đổ rác, thu gom rác đúng quy định, không để tồn đọng rác quá 24 giờ trong mỗi khu dân cư. Trong xây dựng nâng cấp hạ tầng kỹ thuật xã hội, thành phố Bà Rịa rất chú trọng đến mảng xanh, cây xanh, tạo bóng mát, cây kiểng, khóm hoa, thảm cỏ để trang trí cũng được tính toán, phân bố hợp lý và đều cấp, góp phần tạo không gian xanh mát và đẹp, đồng thời cũng tạo dấu ấn xanh cho thành phố. Cung đường này rất là đẹp. Ngay vào trong cái mùa hè này, những cái hàng cây đây này nó ra hoa màu vàng và nó rất là nổi. Nói chung là rất thích hợp cho những các đôi bạn trẻ mà tới đây để chụp hình. Đó là nét đẹp riêng của cái Bà Rịa này. Đến thời điểm này, công ty cổ phần dịch vụ đô thị Bà Rịa đã và đang quản lý hơn 22.500 cây xanh, chăm sóc gần 260.000 m2 mảng xanh trên tổng số 109 tuyến đường và 34 khu vực công viên, hoa viên, trong đó chủ yếu là cây có hoa. Các đơn vị chức năng thường xuyên chỉnh trang, cải tạo để làm mới hệ thống công viên bằng những mô hình hoa lá đẹp mắt ấn tượng. Hầu hết các tuyến đường trong thành phố Bà Rịa đã được lắp đặt đèn chiếu sáng. Có thể nói là điện đường, trường trạm,
từ phường Phước Nguyên rồi thành phố Bà Rịa được phát triển rất là khang trang và có thể nói là cuộc sống ngày càng phồn vinh. Khu phố và kể cả phường đã được đô thị hóa và được các cái đường đi lại được dễ dàng. Rồi đèn đường đêm nào cũng sáng, tức là cái cuộc sống mà người dân được hưởng thụ về cái đầu tư của nhà nước ngày càng được cải thiện nhiều hơn. Thành phố Bà Rịa đã và đang triển khai quy hoạch đô thị sinh thái, đô thị xanh, có sự cân bằng giữa phát triển kinh tế với môi trường tự nhiên. Để đạt được mục tiêu này, thành phố đang đầu tư xây dựng công viên Lâm viên Bà Rịa trên 44,5 hectare ngay trung tâm nội ô. Đây sẽ là công viên đa chức năng với các hạng mục như quảng trường, hồ nước, tiểu lâm viên, khu tượng đài. Công viên rừng ngập mặn rộng 70 hectare nằm phía nam khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh cũng đang được quy hoạch thực hiện. Các khu dân cư tái định cư của thành phố Bà Rịa đang từng bước hình thành như khu Gò Cát 6, khu Đông Quốc lộ 56, khu công viên 30 tháng 4, khu cánh đồng Mắt Mèo, tạo nên diện mạo mới khang trang, ngăn nắp cho đô thị hiện đại Bà Rịa. Điểm nhấn trong đầu tư hạ tầng giao thông của thành phố Bà Rịa là toàn bộ hệ thống cấp điện và cáp quang khu vực nội ô được ngầm hóa. Theo lộ trình nâng loại đô thị giai đoạn 2018-2020, thành phố Bà Rịa trong quá trình hoàn thiện đô thị loại 2, ước tính đã đạt trên 92% và còn 8 chỉ tiêu chưa đạt. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Bà Rịa tiếp tục nâng cấp đô thị lên loại 1, và tiêu chí của đô thị loại 1 trên địa bàn thành phố hiện đạt khoảng 90%. Sở Xây dựng đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa và các sở ngành xây dựng chương trình phát triển đô thị thành phố Bà Rịa giai đoạn 2018-2025. Chương trình nhằm xác định kế hoạch phân bổ vốn và nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, đề xuất giải pháp cơ chế chính sách huy động vốn để đô thị thành phố Bà Rịa phát triển theo đúng lộ trình. Khoảng 40 đồ án lớn nhỏ đã triển khai rộng khắp và trải dài cũng như là phủ kín toàn thành phố trên 11 phường xã nhằm cái bảo đảm về cái đảm bảo cho việc cấp phép cũng như là phát triển thuận lợi trong cái điều kiện thuận lợi nhất cho vấn đề phát triển quy hoạch đô thị. Thì sau hướng tới thì cũng như là Ủy ban phố Rịa cũng thực hiện cái nâng cao tiêu chí đô thị loại 2 và hoàn thành cơ bản các tiêu chí đô thị loại 1 của thành phố. Thì song song với đó thì những điều kiện đó thì cũng đã triển khai cái chương trình phát triển đô thị của thành phố trong giai đoạn tới. Để đạt được các chỉ tiêu theo lộ trình nâng loại đô thị, từ đây đến năm 2020, Bà Rịa ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng khung, tức là đường giao thông trọng điểm, các công trình thoát nước đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường, công trình đầu mối, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Sau năm 2021, Bà Rịa tập trung đầu tư xây dựng các công trình giao thông đầu mối, bến bãi, các nút giao thông kết nối với quốc lộ. Chuyển sang thông tin tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, qua 20 năm xây dựng phát triển, trường tiểu học Song Ngữ thành phố Vũng Tàu đã có bước phát triển vượt bậc, là trường tiểu học dân lập duy nhất nằm trong top đầu trong tổng số 143 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Đi vào hoạt động từ năm 1998, trường tiểu học Song Ngữ thành phố Vũng Tàu đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng hội đồng quản trị và ban giám hiệu nhà trường vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng một ngôi trường tiểu học dân lập chất lượng cao. Chúng tôi cũng mạnh dạn là xin làm thí điểm một cái trường tiểu học Song Ngữ với mô hình xã hội hóa. Thì với cái mục tiêu mà chúng tôi xây dựng á, ý tưởng đó thì phải hình thành cái mục tiêu là xây dựng cái giáo dục toàn diện. Mà giáo dục toàn diện thì phải đòi hỏi có kiến thức, rồi có kỹ năng. Có chế độ đãi ngộ cao, cộng với môi trường làm việc thuận lợi, dần dần trường tiểu học Song Ngữ đã thu hút được một đội ngũ cán bộ giáo viên có năng lực đến giảng dạy. Đến nay, trường tiểu học Song Ngữ Vũng Tàu có 100% giáo viên đạt trên chuẩn. Tôi luôn cố gắng học hỏi từ đồng nghiệp trong các thứ sự giờ cũng như đầu tư cái chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề cũng như là đạt được cái mục tiêu giáo dục của nhà trường, đó là lấy học sinh làm trung tâm. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy theo chương trình khung,
trường tiểu học song ngữ còn đầu tư xây dựng các phòng chức năng để giảng dạy cho các môn tiếng Anh, vẽ, đàn, vi tính, bóng đá, bóng rổ, bơi lội, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo ra sân chơi bổ ích cho học sinh. Tôi cũng nhận thấy là con tôi nó được phát triển nhiều kỹ năng và tôi đặt niềm tin hoàn toàn vào đội ngũ giáo viên và cán bộ công nhân viên cũng như ban giám hiệu của nhà trường. Tôi đã đánh giá và tin tưởng được vào cái sự giáo dục của nhà trường và thấy cái sức khỏe của các cháu là được tiến bộ. Ngoài công tác giảng dạy, trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như tham quan các khu di tích lịch sử, làm sạch bãi biển, tặng quà hỗ trợ các học sinh trường khuyết tật, nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ và sống vì cộng đồng. Các thầy cô giáo quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc con như người mẹ thứ hai của con vậy. Trường còn dạy con những điều hay lẽ phải, những bài học bổ ích, những bài học kỹ năng sống để giúp con tự tin hơn. Khi mà được học ở ngôi trường này thì con đã được các thầy cô giáo và các cán bộ công nhân viên chăm sóc rất là tận tình, chu đáo và các thầy cô với cái cách giảng dạy rất là dễ hiểu thì con đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức trong những năm tháng đầu đời này. Trong 5 năm trở lại đây, trường tiểu học Song Ngữ luôn nằm trong top 10 trường tiểu học có thành tích cao nhất tỉnh, được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chứng nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. Trường tiểu học Song Ngữ đã giúp cho ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu cũng như ngành giáo dục của tỉnh đạt được cái mục tiêu rất là tốt về xã hội hóa, về nâng cao chất lượng, một cái mô hình rất là tốt trong cái đối với cấp tiểu học. Từ khoảng 200 học sinh trong những năm đầu thành lập, đến nay số học sinh của trường đã lên đến gần 1.300 em. Sự tin tưởng của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh và của các bậc phụ huynh là động lực để cán bộ giáo viên trường tiểu học Song Ngữ Vũng Tàu thêm quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng trường trở thành đơn vị giáo dục chất lượng cao. Bây giờ là thông tin từ huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, hôm qua, 8 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân chiến dịch diệt lăng quăng đợt 3 năm 2018. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, các bộ ban ngành đoàn thể, các công tác viên trạm y tế, đoàn viên thanh niên các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã chia làm nhiều nhóm đến từng hộ dân, kiểm tra các vật dụng chứa nước và hướng dẫn các gia đình loại bỏ lăng quăng và các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền cũng vừa đồng loạt ra quân diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường nhằm phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn huyện Long Điền ghi nhận 53 ca sốt xuất huyết, trong đó xã Phước Hưng có 25 ca với 3 ổ dịch sốt xuất huyết. Do đó, xã Phước Hưng được huyện Long Điền chọn là đơn vị điểm tổ chức lễ ra quân phòng chống dịch sốt xuất huyết lần này. Trong buổi sáng ra quân diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết, xã Phước Hưng, huyện Long Điền đã huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên và tổ chức đoàn thể cùng nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, khai thông cống rãnh, mương thoát nước, phát quang bụi rậm. Các nhân viên y tế và các cộng tác viên y tế đến từng hộ gia đình phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến kiến thức về bệnh sốt xuất huyết, hướng dẫn người dân vệ sinh nhà ở, súc rửa và đậy kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt, diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước và những nơi có thể phát sinh lăng quăng, muỗi truyền bệnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Cải, huyện Long Điền đã trao tặng quà cho 71 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Nhằm động viên hỗ trợ các em học sinh nghèo trước thềm năm học mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Cải đã vận động Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Hưng Phát ở thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 71 triệu đồng để trao tặng quà cho các em học sinh trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm một bộ dụng cụ học tập, tập vở trị giá 200.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt. Việc xây dựng nông thôn mới đã góp phần tạo nên sự thay đổi cơ bản toàn diện về kinh tế xã hội ở huyện Châu Đức. Chất lượng cuộc sống của nhân dân, cơ sở hạ tầng và môi trường nông thôn ở huyện đã được cải thiện đáng kể. Chính quyền địa phương và nhân dân huyện đang phấn đấu đến năm 2025, Châu Đức sẽ trở thành huyện nông thôn mới. Năm 2010, khi chưa triển khai xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân của người dân 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện Châu Đức chỉ đạt khoảng 15 triệu đồng một người một năm. Sau gần 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Châu Đức đã có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn khoảng 4,8%,
thu nhập bình quân đầu người các xã nông thôn mới đạt khoảng 40 triệu đồng một người một năm. Toàn huyện có 66 trong tổng số 89 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Trung tâm y tế huyện đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. 100% xã thị trấn có bãi xử lý, lò đốt rác tập trung, các cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Huyện Châu Đức đang tập trung các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đối với 4 xã còn lại gồm Bình Chả, Bình Trung, Suối Nhuệ và Láng Lớn, hướng tới mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức tổ chức chương trình trao học bổng, tặng xe đạp, tập dở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho người nghèo trên địa bàn huyện Châu Đức. Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các tân sinh viên đại học của huyện Châu Đức, trao tặng 10 chiếc xe đạp cùng nhiều tập vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đoàn còn trao 50 suất quà cho những gia đình thuộc hộ nghèo trên địa bàn huyện Châu Đức. Nhân dịp này, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân địa phương. Nội dung tư vấn tuyên truyền pháp luật tập trung vào vấn nạn cho vay nặng lãi, dịch vụ đòi nợ thuê, bạo hành gia đình, xâm hại tình dục trẻ em và an toàn giao thông. Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu là địa phương có diện tích hồ tiêu lớn trên 12.000 ha. Hiện tại thì hồ tiêu Bà Rịa Vũng Tàu đã có mặt ở thị trường nhiều nước trên thế giới do đáp ứng về tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm. Riêng 3 năm gần đây trên thị trường thế giới còn xuất hiện sản phẩm hồ tiêu Bà Rịa Vũng Tàu mang thương hiệu Tiêu Bào Mây tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy Tiêu Bào Mây có gì đặc biệt và thương hiệu này xuất phát từ đâu? Tiểu mục Bà Rịa Vũng Tàu đất và người kỳ này mời quý vị cùng tìm hiểu. Gần 10 năm qua, giống tiêu bồ mây cứ thế xuất hiện và được nhân rộng trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc. Hiện tại ở đây đang trồng 30 hectare tiêu bồ mây. Từ năm 2017, anh Lâm Ngọc Nhâm cung cấp khoảng 50.000 bầu tiêu giống cho thị trường Campuchia và các tỉnh thành lân cận. Cái giống tiêu bồ mây này thì ở trong cái vườn của tôi thì trồng rất là nhiều các loại giống tiêu. Thì ở trong một trụ tiêu thì có một dây tiêu. Nó khác biệt, năm nào cũng cho năng suất cao và khỏe mạnh. Từ đó tôi mới cắt cái dây tiêu này ra để làm giống. Bầu mây này nó là cái địa danh và cũng là cái nơi mà tôi đến đây để là quê hương thứ hai của tôi, cho nên tôi muốn đặt nó là bầu mây. Cái giống tiêu này thì thứ nhất là nó có cái bộ rễ cái to gấp 10 lần so với các giống tiêu khác, và hai nữa nó kháng bệnh được tốt hơn. Và khi mà nó mới phát triển thì nó giòn hơn so với các giống tiêu khác. Mà khi trưởng thành thì cái tay của nó rất là cứng, cho nên là nó phân bố hoa tốt hơn. Chính vì điều đó thì nó lại cho năng suất cao và ổn định qua các năm. Khi em được biết trên TV và em từ Gia Lai bắt xem ra để thực tế khu vườn của anh Nhâm. Và em thấy khu vườn phát triển rất tốt và em muốn mua thử một số giống về để trồng thử. Không chỉ thành công đưa ra thị trường một thương hiệu tiêu mới, năm 2015, anh Lâm Ngọc Nhâm còn sản xuất tiêu bầu mây theo hướng hữu cơ. Đến tháng 12 năm 2017, 15 hectare của hợp tác xã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp chứng nhận đạt chuẩn Global Gap. Với tấm vé thông hành này, đến nay, hợp tác xã tiêu bầu mây huyện Xuyên Mộc đã xuất khẩu được hơn 300 tấn tiêu sang các nước Nhật Bản, Úc, Iran với giá 68 đô la Mỹ 1 kg. Toàn bộ sản phẩm tiêu bầu mây đều được đăng ký tem truy xuất nguồn gốc. Hiện hợp tác xã đang chuẩn bị ký hợp đồng để xuất khẩu tiêu sang Dubai với giá khoảng 150 đô la Mỹ 1 kg. Đây là mức giá cao nhất của tiêu Việt Nam khi xuất sang nước ngoài. Các sản phẩm xuất khẩu gồm tiêu đỏ, muối tiêu xanh, mắm tiêu xanh được chế biến từ nguyên liệu tiêu bầu mây. Không những chỉ xuất khẩu mà tôi sẽ bán lẻ trong tất cả các cái chỗ hàng bán lẻ và các cái siêu thị trong cả nước. Chương trình Hòa Hiệp Phát triển trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14 giờ 50 phút, 18 giờ 30 phút và 21 giờ 50 phút trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.